một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gót mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên. Bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là cả mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên qua pháo nổ. Chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dồn đường khuya đói lạ, gạo hồng cầm hơi một điếu thuốc. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể tôi không thể nào quên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân Thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim. Sau tháng đầu năm 2023, thị xã Nghi Sơn thành lập mới 83 doanh nghiệp, đạt 55,3% tỉnh giao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, ông Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã đạt 12.588 tỷ đồng, tăng 2% cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.982 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 841,6 triệu USD, bằng 98,1% cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 33.466,8 tấn, tăng 15,6% cùng kỳ, bằng 64,36% kế hoạch năm. Hầu hết các cây trồng đều tăng năng suất so cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 19.278 tấn, bằng 48,2% kế hoạch, tăng 2,5% so cùng kỳ. Thu mua thủy sản đạt 69.400 tấn, bằng 55,52% kế hoạch, tăng 10,8% cùng kỳ. Chế biến nước mắm đạt 8 triệu lít, đạt 80% kế hoạch, tăng 6,6% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện được 1.297,3 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 67,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Tổng huy động vốn tín dụng tại các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã ước đạt 5.157 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ ước đạt 4.865 tỷ đồng, giảm 3,2% so cùng kỳ. Trong 6 tháng đã thành lập mới 83 doanh nghiệp, bằng 55,3% kế hoạch tỉnh giao. Công tác phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công là 120,4 hectare trên 468,29 hectare tại 30 dự án. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của địa phương. Hoạt động du lịch duy trì, đà phục hồi mạnh mẽ. Số lượt khách 6 tháng đầu năm đạt 567.000 lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, đã giải quyết việc làm mới cho 3.203 người, đạt 64% kế hoạch. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã bàn giao 208 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị quân đội và công an, giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 8 xã phường trên địa bàn. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng năm 2023. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm là rất lớn, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân, tổng huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ tăng thu ngân sách trên địa bàn, bàn giao diện tích trả mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai thi hành các dự án, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông mới, nông thôn mới nâng cao, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đòi hỏi các phòng ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường phải tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã và chủ tịch ủy ban nhân dân xã đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành
hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Một, tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhất là các chỉ tiêu đã thấp, xác định cụ thể giải pháp để thực hiện 6/5, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Hai, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện giải pháp bằng các dự án trong kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao, bàn giao mặt bằng, triển khai các dự án đúng tiến độ, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, đẩy mạnh công tác thu chi ngân sách, thu đồng nợ thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán hội đồng nhân dân thị xã giao, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của tỉnh, của thị xã, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, thực hiện các chương trình mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường quốc gia, xây dựng thôn mới, xây dựng xã toàn phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ba, rà soát, xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế yếu kém, đề ra các giải pháp nâng cao thứ hạng, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, đổi mới phong cách, lề lối, phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân. 4. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, động viên tăng cường kịp thời các tổ chức cá nhân có sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn phiền hà trách nhiệm trong thực thi công vụ, thường xuyên rà soát chỉ đạo việc thực hiện công việc do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Tiếp đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20. Ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, thông qua báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã báo cáo về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đại diện Tòa án Nhân dân thị xã báo cáo về kết quả giải quyết án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đại diện Chi cục Thi hành án báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ông Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã về kết quả triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tại các thôn, tổ dân phố, tiểu khu và đề án hỗ trợ nâng cấp đài truyền thanh tại các xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đơn vị bầu cử số 20, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tiếp đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã báo cáo tờ trình Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã năm 2023. Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo nội dung các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thị xã trình Hội đồng Nhân dân thị xã xem xét quyết định gồm: tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 thị xã Nghi Sơn; tờ trình đề nghị phê chuẩn phân bổ chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp thị xã năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; tờ trình đề nghị phê chuẩn phân bổ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng lao động, giáo viên hợp đồng thuê khoán công việc tạm thời, giáo viên dạy tăng giờ, dạy thêm lớp tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thị xã học kỳ 2 năm học 2022-2023. Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện mặt trời Thanh Hóa 1 tại xã Phú Lâm. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Thượng Nam xã Hải Nhân. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Trung Sơn, Sơn Thượng, xã Thanh Sơn, bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy. Tờ trình đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà lớp học chức năng 2 tầng 6 phòng, nhà bếp, trường mầm non Hùng Sơn, xã Cát Sơn. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã
báo cáo thẩm tra 8 báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã và 16 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã báo cáo thẩm tra báo cáo Ủy ban Nhân dân thị xã, Tòa án, Viện Kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Kỳ họp đã thực hiện việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã đối với ông Hoàng Bá Trung, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa, đồng thời thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã đối với ông Mai Cao Cường, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị xã. Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và của đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã về những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, phân tích làm rõ về những kết quả nổi bật thị xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các phòng, ban, đơn vị, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, dành thời gian nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, từ đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2023, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Triển khai phương án phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra để không bị động bất ngờ. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị để quản lý và cấp giấy phép xây dựng, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả linh hoạt, thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm việc lạm thu, thu trái thẩm quyền. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tham mưu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo dài, chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và các vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở. Ban chỉ huy quân sự thị xã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trong công tác tổ chức thực hiện phương án đối phó với mọi tình huống về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trên biển. Công an thị xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức các hoạt động tri ân đối với người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết được Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã và Ủy ban Nhân dân thị xã trình Hội đồng Nhân dân thị xã tại kỳ họp. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thị xã, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiệm kỳ 2020-2025, năm có tính bản lề quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm theo tinh thần nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
và nghị quyết số 260 ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm còn thấp, ngày 7 tháng 7 năm 2023, tại hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 26 đã thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó phải phấn đấu để đạt các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm, đó là tốc độ tăng giá trị sản xuất, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Hội đồng Nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, trọng tâm là: thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã khóa 26, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời rà soát, tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp căn cơ để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, nhất là các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, làm tốt công tác dự báo những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức, phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh. Trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, bảo đảm sát thực tế, có tính phấn đấu cao, khả thi trong tổ chức thực hiện, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26. Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, hồ sơ để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã, kịp thời cắt giảm điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài hoặc không triển khai thực hiện vi phạm các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng khu dân cư, xác định khung giá đất phù hợp để tổ chức đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và khu công nghiệp tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lụt, khẩn trương củng cố hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm 2023. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch phân khu đô thị theo quy hoạch chung. Tại quyết định số 1699 ngày 7 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tuân thủ đúng luật quy hoạch, tích hợp đầy đủ các định hướng của tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo khoa học, đồng bộ, hiện đại, có tầm chiến lược, bền vững, thân thiện với môi trường, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, hành lang, lề đường, tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước, chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới và tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở, tiếp tục rà soát sắp xếp các cơ sở giáo dục, khắc phục cơ bản tình trạng thừa thiếu giáo viên ở các cấp học, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực để hiện đại hóa hệ thống y tế
theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh, tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 ngày 18 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, rà soát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để ngành, đơn vị trì trệ thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân thị xã trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua 10 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, về phân bổ vốn, về chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, về nghị quyết thường niên và các nội dung quan trọng khác. Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nhân lực, nguồn lực, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành, tránh tình trạng quyết sách đúng, trúng kịp thời nhưng triển khai chậm, kém hiệu quả. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tăng cường giám sát kịp thời, phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan liên quan có các giải pháp bảo đảm các nghị quyết được thực thi hiệu quả cao nhất. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân thị xã, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của Ủy ban nhân dân thị xã, các ban của Hội đồng nhân dân thị xã, các cơ quan tham mưu phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm được tận tụy chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp. Cảm ơn sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, thay mặt Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn, tôi xin gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước trên địa bàn thị xã lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và tri ân sâu sắc. Hội đồng nhân dân thị xã kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thị xã tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa trở thành một hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Nghi Sơn sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Nam của tỉnh, là động lực của tỉnh. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân thị xã mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng bên cạnh tính chính trị, kinh tế, xã hội còn là tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đã được kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn
mà cha ông ta đã dày công gìn giữ. Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội và góp phần từng bước nâng cao đời sống người có công và gia đình người có công với cách mạng. Thanh Hóa là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và yêu nước, đã góp nhiều sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không quản gian khổ hy sinh, đóng góp nhiều sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hiện toàn tỉnh có 349.971 người có công với cách mạng, trong đó 4.632 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện có 73 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 55.932 liệt sĩ, 860 cán bộ lão thành cách mạng, 444 cán bộ tiền khởi nghĩa, 43.571 thương binh, 15.959 bệnh binh, 14.539 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, 1.065 người có công giúp đỡ cách mạng, 1.636 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 210.833 người tham gia kháng chiến được tặng huân chương, huy chương. Gần 70.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng với tổng kinh phí 129 tỷ đồng. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, có trên 99,8% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% các mẹ Việt Nam anh hùng đã được các cơ quan, ban ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự để đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng người có công, nhất là thương binh nặng. Có thể nói phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình người có công với nước. Từ năm 2017 đến hết năm 2022, Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp và phát triển nguồn quỹ được trên 104 tỷ đồng, cấp tỉnh 6,1 tỷ đồng, cấp huyện 39,2 tỷ đồng và cấp xã 58,8 tỷ đồng. Trong đó, đã sử dụng 97,7 tỷ đồng từ nguồn quỹ cấp tỉnh 6,8 tỷ đồng, cấp huyện 35,4 tỷ đồng, cấp xã 55,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, tu sửa nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, xây dựng nhà bia ghi danh liệt sĩ, hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập cho con em gia đình người có công với cách mạng. Cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội như phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng nhà, sửa chữa nhà tình nghĩa. Phong trào đền ơn đáp nghĩa vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa cử thiêng liêng, cao đẹp của nhân dân ta nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công và thân nhân được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã tổ chức điều dưỡng luân phiên và điều dưỡng tại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe cho 267.791 lượt người có công. Trong đó, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công hàng năm, điều dưỡng trên 5.000 người với tổng kinh phí thực hiện gần 181 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho hơn 2.000 lượt người có công với tổng kinh phí thực hiện gần 4 tỷ đồng. Công tác tìm kiếm, tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ và chăm sóc, quản lý các công trình ghi nhận, ghi công liệt sĩ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đặc biệt, việc tìm kiếm, tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ và chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thường xuyên được chú trọng.
Trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, đã phân tích mẫu ADN trả lại tên cho hàng trăm liệt sĩ. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần làm vơi đi nỗi đau của nhiều gia đình, của những người cha, người mẹ, người vợ và thân nhân ngày đêm đợi chờ. Công tác mộ Nghĩa trang Liệt sĩ xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh liệt sĩ. Toàn tỉnh có 740 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 253 đài tưởng niệm liệt sĩ, 368 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 89 tượng đài liệt sĩ, 31 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an nghỉ trên 10.000 liệt sĩ và gần 2.000 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang dòng họ. Những công trình này vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Suốt chặng đường 76 năm qua, được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết triệt để hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công, tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng và lan tỏa phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của xã hội ta. Đời sống của người có công với cách mạng và gia đình người có công không ngừng được cải thiện, đã bù đắp phần nào thương đau mất mát để gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống tốt hơn mức sống người dân nơi cư trú. Việc chăm lo đời sống người có công tỉnh Thanh Hóa đã phần nào đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng cũng như thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu, Đảng, Chính phủ, đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn, chốn ở, yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với cha, mẹ, vợ con của thương binh liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có việc làm thích hợp, quyết không để họ đói rét. Với tinh thần 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, mỗi chúng ta hãy tiếp tục dành tình cảm sâu nặng đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Mỗi cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở mỗi ngành, mỗi tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, nâng cao chất lượng phong trào đền ơn đáp nghĩa. Mỗi đơn vị cá nhân dành một phần thu nhập để xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhận đỡ đầu, hỗ trợ một gia đình người có công nghèo, cận nghèo, hỗ trợ việc làm cho con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, để các cháu có điều kiện cơ hội phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, góp phần xóa đói giảm nghèo từ những việc làm cụ thể này. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với tất cả trách nhiệm và tình cảm từ trái tim trước mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, sự chăm lo của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đời sống người có công với cách mạng ở tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, các ngành và đoàn thể từ thị xã đến xã phường, công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả quan trọng, đã thành lập mới 83 doanh nghiệp, đạt 55,3% chỉ tiêu tỉnh giao, 46,1% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thị xã giao. Có 6 xã phường đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm, 8 xã phường đạt trên 50%. Tuy nhiên, còn 6 xã phường đạt dưới 50%, 3 xã phường đạt dưới 30%, đặc biệt là có 8 xã phường chưa có doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là Cát Sơn, Định Hải, Hải An, Hải Thanh, Hải Yến, Phú Lâm, Phú Sơn và Thanh Thủy. Để tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả vận động phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm,
xác định chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để tăng cường giải pháp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp cho tổ chức cá nhân, tập trung công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đối với các xã phường đã hoàn thành chỉ tiêu cả năm, nhưng còn khả năng tiếp tục vận động tuyên truyền để thành lập thêm doanh nghiệp. Đối với các xã phường tỷ lệ đạt thấp hoặc chưa thành lập doanh nghiệp mới, phải triển khai các giải pháp tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2023. Kết quả thành lập mới doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp thị xã phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, các cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh, của thị xã đối với doanh nghiệp mới thành lập, để các tổ hợp tác, các hộ kinh doanh, các sinh viên mới ra trường quan tâm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp thị xã được phân công phụ trách các xã phường, tăng cường thời gian đi cơ sở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các xã phường, nhất là các đơn vị có tỷ lệ thành lập doanh nghiệp đạt thấp, phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã phường, rà soát các hộ kinh doanh, các sinh viên mới ra trường có khả năng thành lập doanh nghiệp để vận động hướng dẫn đăng ký thành lập, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thông báo tuyển sinh vào lớp 10, vừa học văn hóa, vừa học nghề, năm học 2023-2024. 1. Đối tượng tuyển sinh, tốt nghiệp trung học cơ sở. 2. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. 3. Ngành nghề tuyển sinh, điện công nghiệp, điện lạnh, điện nước, công nghệ hàn, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, may thời trang, kế toán doanh nghiệp, sửa chữa thiết bị may. 3. Thời gian nhận hồ sơ, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. 4. Thời gian nhận hồ sơ, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. 5. Thời gian nhập học, ngày 20 tháng 8 năm 2023. 6. Chế độ của người học, học nghề được miễn 100% học phí, học văn hóa, trung học phổ thông để hoàn thành chương trình văn hóa do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định và thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, học phí học văn hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định. Nhà trường có căng tin phục vụ ăn sáng trưa chiều cho học viên ngay tại trường. 100% sinh viên nhà trường được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động du học, được hỗ trợ học ngoại ngữ, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản trong thời gian học tại nhà trường và được nhà trường tư vấn định hướng giới thiệu 100%, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước về hộ nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Sau khi thi đạt tốt nghiệp được cấp 2 bằng gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và bằng trung cấp nghề chính quy, được xét tuyển học lên trình độ cao đẳng tại trường hoặc thi vào các trường đại học trên cả nước. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiểu khu 4, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, điện thoại 0971 581 153, website cdns.edu.vn, hiệu trưởng đã ký, tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.